Mến chào ông bà, cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh xứ Người. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi với mình đến Costco để mua những mặt hàng đang giảm giá à, vì à, họ đã có chiến dịch quảng cáo đó các bạn. Là họ bảo là à, sẽ có những mặt hàng giảm giá à, cuối tuần này cho nên là mình tranh thủ à, đi mua. Và đây mình đã đến à, cổng Costco ha. Bây giờ mình đi à, vô phía bên trong Costco để à, mình à, coi những món hàng nào mà cần mua hoặc những món hàng nào đang giảm giá mạnh ha các bạn ha. Thì đây trước mặt mình là à, rượu Hennessy. Rượu Hennessy này là hôm trước Tết là chín mươi mấy đồng đó các bạn. Rồi à, họ giảm dần dần xuống và cho đến bây giờ thì còn là 67 đồng 89. Ồ oh, số đẹp ha, 6, 7, 8, 9. số tới luôn đó các bạn <laughs> Rồi bây giờ mình đi dài dài ở đây để mình coi bán đồ nè các bạn Có nhiều mặt hàng đang giảm giá lắm Thì như là trước mặt mình là các cái cây bây giờ vô mùa xuân nè Mới chuẩn bị vô mùa xuân cho nên Costco bán rất là nhiều loại cây để trồng nha Ồ oh, đây là quần jean, quần jean À, Levi's nè các bạn cái à, quần quần jean à, LV này nè rất là à, thận hành luôn á à, của Nam 36 .99 đồng 99 một cái da à, yeah, là rẻ đó các bạn Tại vì à, mình mua trong xã mình à, à, mua online đó mà 50 à, 52 .99 đồng 99 một cái đó rồi đây là mấy cái cây à, à, cây à, À, có cây đào nè, cây cherry nè. Cây uh, nectarine là cây cây uh, đà, à, cây mận, cây đào, cây uh, cherry có giá là 42 đồng 99 đó các bạn. Rồi đây là cây chanh. À rồi quá trời hà uh, đồ uh, mấy cái cây để mà trồng uh, mùa uh, trồng vô mùa xuân nè các bạn. Bắt đầu mùa này á thì uh, Mọi người hay mua về trồng Đây nó có cái chậu này là chậu trái dâu nè các bạn Họ trồng trong chậu vậy đó Họ bán 10 đồng 99 ha Đây là cây à, à, dừa kiển 39 đồng 99 Mấy cái bao này là bao đất đó các bạn à, Bao đất để trồng cây đó Thì à, à, đây một bao như vậy Bao này là bao organic nha Đất organic đó các bạn thì trong cái bao đất này là nó có phân bón đồ đầy đủ hết trong đó rồi Thì họ bán có giá là 7 .99 đồng 99 đó các bạn Quá rẻ luôn Cho nên là mình sẽ mua một bao đem về Rồi qua phía bên đây hàng này cũng đang sale nè các bạn Kem đánh răng Crest Nó có 5 cây À, một cây là 169 gram mà nó có giá là 10, 15 đồng 49 nhưng mà nó giảm bây giờ còn 10 đồng 99 nè các bạn Tính ra có hai đồng một tiếp thôi, quá rẻ luôn á Rồi đây mấy cái uh, thuốc này nè các bạn, uh, thuốc uh, uh, này thì ở Việt Nam uh, rất là cần luôn nè Tại vì mấy lần mà mình mua Mình về Việt Nam là à, Có người nhờ mình mua đem về đó à, Thuốc à, giảm à, um, Cao máu Rồi thuốc xương khớp gì đó Nó đang sale đó các bạn Có 16 đồng chê 49 thôi Rồi à, Đây là thuốc Glucan à, à, nè các bạn Nó 22 đồng 49 Mà nó giảm 5 đồng còn 17 đồng 49 đó, mấy cái um, thuốc nó giảm quá trời luôn. Rồi Optifiber nè. Cái cái này á thì 13 .99 đồng 99 nó giảm 4 đồng còn có 9 99 đồng thôi. Wow. À rất là tốt luôn, rẻ ghê các bạn. Các bạn thấy không? Rồi à, qua bên đây là để coi cái này là cái gì. Ồ oh cái này là để hỗ trợ da yeah, nè các bạn cho yeah, chống lão hóa đó các bạn 29 đồng 99 nhưng mà nó giảm còn 23 đồng 99 còn cái cái này là thuốc mập tóc à, thuốc mập tóc à, thì 39 đồng 99 nó giảm 8 đồng còn 31 đồng 99 nó giảm quá trời luôn các bạn cho nên là à, cái nào mà mình cần xài thì mình sẽ mua rồi qua đây là khu uh, quần áo đây quần áo nam có nữ có nha các bạn rất là nhiều luôn rồi uh, quần áo của con nít người lớn gì cũng đầy đủ luôn nhiều lắm ở đây quần jean đây à, quần jean uh, lv uh, levi's nè các bạn quần uh, jean này của nữ nãy kia là của nam còn cái này của nữ thì cũng có giá là 36 đồng 99 luôn Nó có chất thun trong đó đó các bạn Mặc rất là tốt Đẹp Nhìn cái form nó cũng đẹp lắm Nhưng mà Rồi đây để mình đi tiếp Đây rồi, Quá trời quần áo luôn Đồ mặc mùa hè có nè à, Rồi Quần dài có Quần thể dục có Quá trời luôn Nhiều quá trời à, rồi đây nữa họ bán à, đây là mấy cái áo khoác nha yeah. áo đi mưa nè các bạn cái áo này áo đi mưa nè rồi đây họ bán à, bikini nè bán đồ tắm nè các bạn à, đồ tắm có 22 .99 đồng 99 nè rồi có 18 .99 đồng 99 cái mà giống như cái áo đầm á, thì 22 .99 đồng 99 còn à, dính liền nguyên một bộ đó, có 18 .99 đồng 99 nè à rẻ các bạn ha. Rồi, mình đi dập dập qua phía bên đây coi. Oh, ô mấy cái uh, jacket này nè các bạn Để giảm giá luôn nè. Oh, qua đây hoa, bán hoa quá trời các bạn, hoa đẹp ghê. Đây rất là nhiều quần áo luôn. Nam có, nữ có. Mà hôm nay mình đi uh, chủ nhật các các bạn khá là đông. À, mình quay được cái khu này là tại vì mình đi ra túi phía ngoài này cho nó vắng bớt á Chứ rất là đông luôn đó các bạn Rồi mình đi dài dài tiếp xuống dưới đây coi sao ha Coi bán những gì nữa nè Nhiều đồ lắm các bạn ơi Đây mình đi vô cái khu này để mình coi... À, bán à, dầu gội, sữa, tắm đủ thứ nè mình, à, à, mình đi kiếm bàn chải đánh răng ha Mình đi kiếm bàn chải đánh răng để mình đi dọc dọc qua phía bên này coi Ờ à, đây, bàn chải đánh răng đây Đây nè các bạn Bàn chải đánh răng nhiều lắm À đây, cái này là bàn chải orange nè các bạn nó là medium có nghĩa là không có cứng mà cũng không có mềm. Thì à, nó có còn đây á, là bàn chải con gác. Ô oh, bàn chải con gác đang giảm giá nè. 15 đồng mà giảm còn 10 đồng 99 nè các bạn. Cũng 8 cây luôn. Đây. Cái này thì shop. À, 8 cây rất là tiện ha các bạn ha 8 cây mà 10 đồng thì tính ra có một đồng mấy một cây à nhưng mà khá tốt á còn bàn chải này thì 16 đồng 49 à, cũng 8 cây nhưng mà nó là orange không có giảm giá còn con ga thì 15 đồng 99 mà nó giảm xuống còn 10 đồng 99 cho nên mình chọn cái con gai này nè các bạn nha yeah rồi mình đi qua cái khu này là khu uh, uh, chi nè các bạn uh, phô mai đó phô mai của uh, pháp nè phô mai này ăn rất là béo thơm mà béo lắm các bạn nha yeah. mình rất là thích ăn thì uh, họ đang uh, cho mình uh, thử ở đây nè các bạn đây mình lại đây mình uh, uh, đó họ cho mình thử nè phô mai ăn với uh, bánh uh, tay bánh lạc á các bạn, nha. Yeah. và mình thử rồi thì mình thấy ngon. mình qua đây mình lấy một hộp mình đem về mình ăn. ăn với bánh mì cũng được các bạn. cắt ra ăn với bánh mì hoặc là ăn với bánh bánh tây bánh lạc không đường cũng được các bạn. rất là ngon luôn. và bây giờ mình xin nói lời chia tay tại đây. cảm ơn các bạn đã coi hết video này vui lòng đăng ký kênh like và share xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp